Như chúng tôi đã loan tin ở phần trên, Quốc hội Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 5 đã quyết định hoãn việc thông qua luật đất đai sửa đổi, đồng thời thông qua nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất nông nghiệp. RFI Việt ngữ đã phỏng vấn luật gia Lê Hiếu Đặng, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vấn đề này. Dạ, kính chào luật gia Lê Hiếu Đặng. Thưa ông có nhận xét như thế nào về sự kiện Quốc hội vừa qua đã hoãn lại việc thông qua luật đất đai sửa đổi sang kỳ họp lần tới? Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đó, thì người nông dân là người chịu rất nhiều cái thiệt thòi và đã hy sinh rất nhiều. Trong cuộc chiến tranh đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã hứa hẹn và đã dùng cái khẩu hiệu người cày có ruộng để mà phát động quần chúng tham gia cuộc kháng chiến. Nhưng mà có điều hết sức là nghịch lý, sau khi đã giành được độc lập, thống nhất đất nước rồi, thì nhà nước chúng ta lại lấy lại đất của dân và không công nhận cái quyền sở hữu về đất đai cho. Tôi cho đây là sự phản bội rất là lớn đối với người nông dân, bởi vì nói đất đai là đại bộ phận là nông dân. Thành ra đây là một vấn đề mà làm cho người nông dân người ta rất là bất bình. Do đó mà rất nhiều cuộc đấu tranh, mà không phải chỉ người nông dân. Nói chung là cái vấn đề đất đai lại đang trở thành một vấn đề nóng, một vấn đề rất là vô lý mà nó đi ngược lại cái nguyện vọng và cái lợi của quần chúng. Nhưng mà Đảng và Nhà nước Việt Nam vẫn không nghe ý kiến của nhiều chuyên gia, trí thức và kể cả không thấy cái hậu quả nghiêm trọng trong những cái cuộc có thể nói là nổi dậy của người nông dân như của Đoàn Văn Bương ở Văn Giang hay nhiều vùng khác ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì đó là một cái mà có thể nói là một cái mối đe dọa sự tồn vong của chế độ. Nhưng tôi rất ngạc nhiên là một vấn đề hiển nhiên như vậy, nhưng mà Đảng Nhà nước Việt Nam vẫn không thấy, vẫn khăng khăng đưa vào hiến pháp sửa đổi mới đây mà trình trước Quốc hội là vẫn không nhận cái quyền sở hữu về đất đai, mà cũng vẫn là đất đai toàn dân, đất đai do nhà nước quản lý. Còn thầm tệ hơn là lại công nhận cái việc giải tỏa đền bù đối với các cái dự án kinh tế. Thì đó là một cái bước thụt lùi rất là lớn đối với cái luật đất đai mà hiện nay các vị đại biểu Quốc hội không thông qua, chưa thông qua. Dạ, có một thực tế mà ai cũng biết là đại biểu Quốc hội Việt Nam hầu hết là đảng viên và nhiều người chỉ tham gia một cách hình thức mà thôi. Thật ra đây không phải là đại biểu Quốc hội, nhưng mà nó là ý nguyện của người dân và nó phản ảnh qua một phần nào đó thôi. Bởi vì có thể nói Quốc hội Việt Nam bây giờ vẫn là Quốc hội hình thức. Mà chúng tôi thường nói với nhau đây là Quốc hội minh họa cho đường lối chủ trương của đảng. Nhưng mà đến lúc nào đó, cái sự thật hiển nhiên đó, tức là đất đai phải thuộc về tay người dân, trong đất nông dân, thì nó làm cho một số đại biểu Quốc hội phải suy nghĩ và phải công nhận cái thực tế đó. Và họ thấy rằng nếu không qua cái luật đất đai thì cái nguy cơ lớn nhất chế độ có thể sụp đổ vì cái sự phẫn nộ bất bình nông dân. Bởi vì dù công nghiệp hóa hay như thế nào thì hiện nay Việt Nam đại bộ phận là nông dân. Mà không phải là nông dân thì con em của khi ra thành thị học các trường đại học cũng là có nguồn gốc nông dân. Đại bộ phận nhân dân đều dính dáng đến vấn đề đất đai cả. Thành ra vấn đề này mà nếu không giải quyết thì trước sau gì cũng sẽ có những cái cuộc bùng nổ mà Đoàn Văn Vương hay là Văn Giang hay là nhiều nơi khác chỉ là một cái loài chim báo bão, báo một cái cơn bão sẽ ập đến nếu mà không giải quyết cách triệt để. Do đó tôi nghĩ đứng trước tình hình đó thì buộc lòng Quốc hội phải tạm thời chưa thông qua để mà còn tính toán nữa. Mặc dù dự thảo về cái luật đất đai là do đảng nhà nước đã thông qua rồi, cái bộ máy cầm quyền đã thông qua rồi, nhưng bây giờ Quốc hội đề nghị lại thì đó cũng là một điều nó phản ảnh được rằng đứng trước áp lực dư luận xã hội thì đảng nhà nước phải suy nghĩ và phải dựa trên những cái cơ sở mà các cái đại biểu của người dân tuy là hình thức nhưng mà họ cũng phải e dè. Vì vậy mà họ có chủ trương là tạm ngưng lại, không có thông qua kỳ họp này.